Hello quý vị và các bạn thân mến. Hiện tại bây giờ là ngày 31 tháng 12 năm 2020. 5 giờ chiều rồi các bạn nhé. Chỉ còn có 7 tiếng nữa thôi. Hiện tại bây giờ khắp nơi ở đất nước Mỹ, người dân đang chuẩn bị để đón một cái giao thừa để bước sang năm 2021. Thì bên cạnh đó có một cái chuyện lạ, một cái chuyện bất thường mà ít bao giờ xảy ra với Tổng thống Trump lắm. Là như thế này, tại sao Tổng thống Trump không đón giao thừa như thường lệ mà lập tức trở về Washington DC vào ngày hôm nay, buổi chiều ngày thứ năm này nè. Vì sao, tại sao? Đó là những vấn đề tôi này xin chia sẻ với các bạn trong cái buổi chiều cuối năm. Mời các bạn theo dõi nhé. Buổi tiệc giao thừa đã chuẩn bị sẵn sàng, cũng như là rất là nhiều khách mời cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tại câu lạc bộ của Tổng thống Trump ở phía nam của tiểu bang Florida. Giống như thường niên, thường thường á, mỗi năm á, thì Tổng thống Trump đón giao thừa tại nơi này. Và năm nay cũng vậy, cái lịch trình nó đã sắp xếp sẵn sàng hết rồi. Và tất cả các khách mời cũng đã sẵn sàng hết rồi. Tiệc nó cũng đã sẵn sàng hết rồi. Nhưng mà đùng một cái, vào buổi trưa ngày hôm nay, Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân đã lên Air Force One để bay trở ngược lại Washington DC. Thì cái chi tiết nó như thế này nè, mời các bạn nghe nhé. Máy bay Air Force One đã cất cánh từ phi trường quốc tế Palm Beach và dự kiến sẽ trở lại thủ đô vào chiều thứ năm. Tức là hiện tại bây giờ, thời gian mà tôi này đang ngồi nói chuyện với các bạn là Tổng thống Trump đã đáp xuống Washington DC rồi. Và sau đây thì mời các bạn nghe cái lý do tại sao, vì sao mà Tổng thống Trump bỏ cái buổi tiệc đón giao thừa thường niên để mà quay trở ngược lại thủ đô Washington vào buổi chiều ngày hôm nay. Đây là một chuyến khởi hành trở ngược lại Washington DC sớm hơn cái dự kiến. Là vì lý do như thế này nè các bạn, là tại vì có rất là nhiều nhà lập pháp đảng Cộng hòa đã có một cái kế hoạch trì hoãn bác bỏ phiếu đại cử tri vào ngày 6 tháng 1, cũng như là vào ngày hôm qua, có một thượng nghị sĩ, ông George Hawley, cũng đã lên tiếng mạnh mẽ là sẽ bác bỏ phiếu đại cử tri, không chứng nhận cái kết quả của phiếu đại cử tri vào ngày 6 tháng 1. Cho nên hiện tại bây giờ thì Tổng thống Trump đã có rất là nhiều đồng minh để sẵn sàng làm việc cho cái chuyện mà bác bỏ đại cử tri vào ngày 6 tháng 1. Cho nên Tổng thống Trump đã không có mà ở lại Florida trong cái câu lạc bộ của ngài để mà dự cái buổi tiệc đón giao thừa, mà trở ngược về Washington DC để làm việc lớn, để chuẩn bị cho cái việc lớn. Việc lớn đó là việc ngày 6 tháng 1 để mà bác bỏ cái kết quả của ứng cử viên chú Bảy. Đó là lý do tại sao mà Tổng thống Trump đã bỏ cái buổi tiệc này, là tiệc thường niên đó các bạn. Hàng năm là như vậy, nhưng mà năm nay không có như vậy. Và cũng trong ngày hôm nay thì Tổng thống Trump có nhắn một cái tin trên cái Twitter của ngài như thế này, là hẹn tất cả những người ủng hộ Tổng thống Trump tại Washington DC vào ngày 6 tháng 1 để mà ủng hộ, cũng như là củng cố tinh thần thêm cho những người mà ủng hộ đó các bạn nhé. Thì nó như thế này nè các bạn, chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày 6 tháng 1? Thì dĩ nhiên khi mà một dân biểu và một thượng nghị sĩ cùng nhau không chứng nhận cái kết quả của phiếu đại cử tri thì dẫn đến là cái cuộc họp nó sẽ bị đình trệ, sẽ bị stop lại. Và hạ viện có 2 tiếng đồng hồ để họp, thượng viện có 2 tiếng đồng hồ để họp. Và sau đó thì người ta sẽ dẫn đến một cái kết quả, có thể là hạ viện sẽ đứng ra bầu cho tổng thống, thượng viện sẽ đứng ra bầu cho phó tổng thống. Và nếu hạ viện mà bầu cho tổng thống đó, thì người ta sẽ bầu theo cái phái đoàn của mỗi tiểu bang. Và hiện tại bây giờ thì đảng Cộng hòa có khoảng 30, dân chủ có 20, và các bạn chỉ cần 26 thôi là các bạn sẽ là người đắc cử đó. Nhưng mà cái đó thì mình hạ họp phân giải, tại vì cái điều này không biết là nó có xảy ra hay không, đợi tới ngày 6 tháng 1 thì mình mới biết chắc chắn. Còn ở thượng viện thì dĩ nhiên đảng Cộng hòa là đa số, không lẽ bây giờ người ta bầu cho phía bên ứng cử viên chú Bảy sao, đúng không các bạn? Thì dĩ nhiên dầu hèn cũng thể người ta phải bầu cho phó tổng thống Mike Pence nếu cái trường hợp này nó xảy ra là như vậy.
qua cái thông tin này thì mình thấy là Tổng thống Trump rất là đặt nặng cái vấn đề đất nước, cũng như là cái vấn đề mà bầu cử quan trọng hơn là cái chuyện đón giao thừa. Các bạn thấy đó, bây giờ không đón giao thừa cũng không sao, ai trở ngược về Washington DC làm việc trong cái đêm giao thừa, làm việc trong cái ngày mùng 1 Tết New Year luôn các bạn thấy không? Coi như là Tổng thống Trump làm việc từ đây cho đến ngày 6 tới tháng 1 luôn đó các bạn. Đáng lý á, mà theo cái lịch trình á thì Tổng thống mà thì phải nghỉ lễ, phải đón giao thừa, đó là chuyện bình thường thôi, everybody, đúng không các bạn? Người dân bình thường cũng đón nó chi là Tổng thống. Nhưng mà không, bỏ hết tất cả khách mời, tiệc tùng gì chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, nhưng mà không, lên máy bay lập tức trở ngược về Washington DC để làm việc. Tại vì á, rất là nhiều dân biểu cũng như là thượng nghị sĩ đã lên tiếng ủng hộ cái chuyện là bác bỏ cái phiếu đại cử tri vào ngày 6 tháng 1 rồi. Cho nên Tổng thống Trump phải quay ngược về Washington DC để ủng hộ những người mà coi như là ủng hộ tinh thần những người mà theo cái team của mình, theo cái phiếu của mình đó các bạn đó. Thì theo Tony suy nghĩ là như vậy, tức là mình phải làm một cái điều gì đó để ủng hộ những người mà đứng về phía mình. Và Tony cũng xin nhắc lại với các bạn một điều như thế này, là rất là nhiều dân biểu ở Hạ viện á đã coi như lên tiếng sẽ bác bỏ cái phiếu đại cử tri đoàn rồi, đúng không? Bên cạnh đó thì cũng có khoảng 4, 5, 6 thượng nghị sĩ, chứ không riêng gì một ông George Hawley đâu các bạn nhé. Ông Ted Cruz nè, ông Tommy ở Alabama nè, ông Ted Cruz ở Texas nè, nó tóm lại rất là nhiều. Cũng như là hai thượng nghị sĩ ở bên tiểu bang Georgia luôn cũng lên tiếng ủng hộ Tổng thống Trump mạnh mẽ. Nó tóm lại là khoảng 6 thượng nghị sĩ và có hàng trăm dân biểu ở Hạ viện đã lên tiếng rồi là sẽ không công nhận cái kết quả phiếu đại cử tri vào ngày 6 tháng 1. Thì đây cũng là một cái tin rất vui cho Tổng thống Trump, tại vì đây là một cái cơ hội mà Tổng thống Trump có thể lật ngược lại cái bánh tráng, có thể lật ngược lại cái bánh xèo, hay là có thể lật ngược lại cái bánh bò hay sao đó. Tóm lại mình dùng cái từ này để tặng cho YouTube nó đừng có quánh mình nữa các bạn. Thành ra tôi này nói như vậy là các bạn hiểu là lật ngược lại cái gì rồi nha. Rồi đó, thì hy vọng ngày 6 tháng 1 năm 2021 sẽ có một cái tin vui cho tất cả những ai yêu mến Tổng thống Trump cũng như là ủng hộ Tổng thống Trump. Rồi sau vài phút nhanh gọn lẹ buổi chiều cuối năm, chỉ còn vài tiếng nữa thôi là mình sẽ bước sang một cái năm mới, một cái năm hy vọng là năm con trâu sẽ đem lại nhiều may mắn và coi như niềm vui cũng như là thành công trong cuộc sống. Bỏ lại một cái năm 2021 đầy biến cố và coi như lu su bu lộn xộn đó các bạn, bỏ lại đi, đừng nhớ tới nó nữa. Chúc tất cả mọi người một năm mới an lành và mạnh khỏe. Nếu các bạn thấy thông tin nó hay, nó hữu ích, đừng ngần ngại bấm nút chia sẻ để mọi người xem cái video này trong cái buổi đón giao thừa cuối cuối năm tối nay đó các bạn nhé. Đừng quên để lại một cái like ủng hộ tinh thần cho tôi này cũng như là channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. See you in the next video. Happy New Year.